Cửa hàm Thanh Xuân Lúc Đỏ xin kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Thì ngày hôm nay cửa hàm em tiếp tục về cho các bác một dòng lo. Mà chắc chắn dòng lo này về gần như mọi người cứ phải nói là giành nhau lấy các bác. Bởi vì là nếu mà dòng lo, những dòng lo bắt gù, xương gù thì thực sự là các bác sẽ nhắc ngay đến hai thương hiệu mà nổi tiếng nhất hiện tại bây giờ. Đó là một dòng lo MUF VH12 và dòng DC12. Đấy, thì VH12 nó là cái thương hiệu của MUF. Đấy, và DC12 là thương hiệu của Sobalet. Thì ngày hôm nay tiếp tục đó là bên em về cho các bác, đây là một dòng loa DC12 của hãng thương hiệu Sobalet, một dòng hiệu bọ cạp của Anh, của Quốc các bác nhé. Thì đối với những dòng loa mà sử dụng dòng bắt lưng gù này thì tất cả đều là những dòng cao cấp nhất, gần như cao cấp nhất của hãng rồi. Và với những kiểu loa các bác đã biết này, loa này em cũng được hỗ trợ chục đôi đấy, nhưng mà em nặng lắm và em mang về ít thôi. Thì dòng loa này là thùng cân và em cũng chưa vệ sinh. Chứ vệ sinh gì cả các bác nhỉ, đang còn nguyên bẩn này. Đấy, em còn chưa lau chùi gì các bác nhỉ. Đấy, thì dòng loa này các bác nhìn cho em này. Tất cả những cái ốc ở trên loa này đều sử dụng là ốc không dỉ. Ốc không dỉ, bởi vì nó là phiên bản cao cấp rồi bác ạ, cho nên sử dụng ốc không dỉ. Thùng cân, lỗ thông hơi phía trước, e căng caro, thiết caro, đục lỗ caro và có màng lục bụi phía trong. Và cái model ở phía sau đây, chúng ta thấy đây, nó là model DC12. Đấy, DC12 và có logo con bọ cạp ở đây, Sobalet các bác nhá. Sobalet nó là thương hiệu của Anh Quốc và Jack Newtrick sẽ nằm ở đây. Đối với dòng loa Sobalet này, Jack Newtrick họ sẽ có phần ở ngoài nó sẽ được dùng bằng kim loại để tránh trường hợp bị lét. Đây, rất là chắc chắn từng cái ốc bác nhìn này. Tất cả ốc đều sử dụng ốc không dỉ hết nhá. Tất cả luôn, tất cả luôn các bác ạ. Rất là chắc chắn. Rất tiếc một điều là cái lô loa này của em thì ở bên kia không biết là cái này chắc chắn là mấy ông Việt Nam mình thôi, hay là lý do vì sao mà bóc hết mấy cái tem Sobalet của em. Đấy, có mấy cái tem Sobalet là mấy ông bóc hết rồi, cuối cùng là bên em giờ phải gắn mấy cái tem của hàng khác vào mặc tin linh tinh thôi. Thì cái tem Sobalet các bác nào thích thì đợi em kiếm cho. Còn hiện tại bây giờ thì em sẽ gắn tạm tem của thương hiệu khác, cái này thì không quan trọng bác. Tem này nó không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Đấy, thì đối với dòng loa Sobalet mà dòng loa sử dụng bắt gù, chúng ta gọi là bắt gù này. Đấy, thì đây một đôi loa được sản xuất vào năm 2013 đến khoảng năm 2014. Thì đây là những dòng loa có thể nói là nổi tiếng nhất hiện tại của các thương hiệu như là MUF hoặc là Sobalet. Thì đối với dòng bát mà bát gù này thì các bác sẽ thấy này, một dòng bát là nó quá kinh khủng luôn. Nó cho là chất lượng âm thanh giải bát cực kỳ lực và độ bền cực kỳ cao. Sở hữu là dòng loa là gân hở, côn hở, cho nên là đối với dòng loa này các bác đánh cho em thì thường là nó sẽ không bị ôm côn, bởi vì nó hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Đấy, tản nhiệt cái côn rất là tốt. Và đặc biệt cái côn này thì nó là dòng côn điên dẹp các bác nhá. Côn 75 và nó là dòng côn nhôm dẹp, côn nhôm điên dẹp, chúng ta đọc đúng như vậy. Nếu các bác nào mà làm trong nghề thì chỉ cần nói đến dòng côn điên nhôm dẹp thì các bác sẽ biết là nó giá trị như nào, đúng không ạ? Hiện tại bây giờ dòng côn cho phòng caro, trong lòng dòng loa karaoke ấy, mà mắc nhất, hay nhất ấy, thì nó là dòng côn điên nhôm dẹp. Đấy, và con này chính là vậy các bác, để nhìn vào trong này sẽ thấy màu đen, đúng không ạ? Đấy, côn điên này. Đấy, các phím cũng màu đen hết. Và một chiếc bát xịn, cho nên các bác sẽ thấy là những cái lẫy ở đây, những cái lẫy đây đó như này. Mặc dù đây chỗ này em chưa lau, đúng không ạ? Các bác nhìn này, những em lau một cái này là nó sẽ sáng quắc luôn. Mặc dù đã sản xuất được cả 5, 6 năm, 7 năm rồi, mà các bác nhìn em chất lượng linh kiện của nó sản xuất ra quá là tốt luôn. Từng cái nâm châm hàng xịn thì các bác sẽ thấy là dòng loa này thực sự cái nâm châm nó rất là đẹp. Nếu được bình chọn là một trong những dòng loa mà chiếc bát từ Philips đẹp nhất thì hiện tại bây giờ thì MUF VH12 hoặc là Sobalet DC12 sử dụng dòng bát lungu này thì hiện tại nó vẫn là dòng bát đẹp nhất hiện tại bây giờ, với thiết kế đẹp nhất và chắc chắn nhất, với những cái xương rất là dày dặn luôn, họ làm rất là dày dặn và uốn cong rất là đẹp, vậy nó tuyệt vời đẹp các bác. Từng cái dâu loa họ làm rất là chắc chắn, là dâu móc các bác nha, dâu móc đấy, từng cái côn, cái dâu, mọi thứ quá đẹp luôn. Chất liệu màng loa của dòng bát này thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi, nó là dòng model cao cấp nhất, cho nên chất lượng màng loa họ sử dụng đây là những màng loa chất lượng cao. Và để chứng thực điều đó thì các bác chỉ cần sờ vào cái màng loa này, các bác sẽ thấy độ trơn trượt đấy. Mặc dù nó là những dòng màng gai, nhưng khi các bác sờ vào á thì các bác sẽ thấy là nó rất là mượt, rất là mứt, nó không bị lì lại, thì đó là những dòng màng loa tốt, chất lượng cao và gần là gần 2 sóng để cho độ uy lực cao hơn. Rốn kia họ đổ rất là đẹp này, đổ máy rất đẹp. Thì đối với dòng bắt loa mà dòng loa lưng gù này thì các bác sẽ thấy là gần như là cái độ bền này, hay là cái độ chịu đựng của nó thì tuyệt vời. Đặc biệt là cái giải bát nó đánh kinh khủng luôn, giải bát nó đánh rất là sâu các bác nhá.
Đặc biệt những ai mà đã dùng cái lồng loa này thực sự là em nghĩ chẳng ai chê được với dòng loa VH12 hoặc DC12. Với giá tiền hiện tại bây giờ trên dưới chục triệu thì đây là một cái lựa chọn mà nhiều người đang kết nhất. Đấy, nếu chúng ta nếu mà muốn thích và giải lời thì nhiều người sẽ chọn là hướng loa neo. Nhưng mà nếu mà muốn chúng ta muốn giải bass uy lực sâu mềm mại thì chúng ta sẽ chọn ngay những model ví dụ như là DC12 hoặc là MOF VH12 sử dụng dòng bass lông gù này. Hiện tại bây giờ vẫn là đang cháy hàng. Thực sự cái đồng loa này lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng các bác, và gần như là cung không đủ cầu, rất là hiếm. Và hiện tại bên em cũng lần này bây giờ cũng chỉ về được vài đôi một thôi, chứ còn dòng loa này bây giờ gần như là cũng không có số lượng lớn đâu. Cái lần lâu cùng lắm là chục đôi thôi, chứ không bao giờ có nhiều các bác nha. Đấy, và về cái tép của Sovelet thì dòng loa này và tép và bát được sản xuất cùng một năm các bác. Năm đây chúng ta thấy là vào tháng 6 năm 2014 này. Đấy, tháng 6 2014 đây. Đấy, và tem của Sovelet rất đẹp, tép 8 ohm. Một con tép quá đẹp luôn các bác. Tép của Sovelet thì họ làm rất là chi tiết, rất đẹp luôn. Kiểu dáng mọi thứ là gia công, chất lượng gia công mọi thứ họ làm quá là chi tiết, quá ngon lành luôn. Từ cái năm chân của họ cũng tốt các bác. Rất đẹp các bác. Tem Sovelet thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Đấy. Và chúng ta đi vào cái chi tiết, cái phân tần thì Sovelet họ khá là chiếm chu vào cái phân tần luôn. Nếu chúng ta để ý VH12 thì nó phân tần cũng đẹp, nhưng mà nếu mà Sovelet thì cái phân tần họ làm cẩn thận hơn một chút. Họ sử dụng chúng ta là ba chữa nhôm tản nhiệt, nhưng mà họ không hề bắt thẳng vào trong cái men đấy, mà họ bắt là chúng ta hai cái bắt nhôm, đây là hai cái bắt tản nhiệt. Thì đối với những dòng loa này, đây là dòng loa công suất lớn đấy, với dòng loa mắt lưng gù này đều là những dòng loa công suất lớn không, và để giảm nhiệt cho những cái con chữa nhôm này thì họ đã sử dụng những cái bắt nhôm này để chữa tản nhiệt cho nhanh đấy, và nó sẽ đảm bảo độ bền cũng như là ít xảy ra hỏng hóc ở những con chữa này, không bị cháy, không bị đứt các nhá. Đấy, sử dụng là hai con cảm khá là lớn tụ tất cả mọi thứ. Cái phân tần này có một cái điều đặc biệt đó là họ không sử dụng hàn dây để kết nối cái lo hay cái gì bác, mà tất cả đều rắc nối này, sử dụng rắc hết, một rắc này, rắc kết nối vào phần rắc new trick này cũng rắc luôn này, lên tép cũng là rắc các bác này. Đấy, họ làm toàn bộ bằng rắc kết nối hết, khá là tiện lợi luôn, phải thực sự là khá là tiện lợi, khá là hay, có thể nói là một cái thiết kế khá là chỉn chu và nhìn nó rất là sang cảnh chảnh luôn các bác, rất đẹp. Thùng vách thì cực kỳ ngon lành rồi, đặc biệt là cái phần tép họ đã còn làm cho chúng ta cả cái vành này và bộ lọc thủng vào. VH12 đều họ không có làm điều này, nhưng mà Sovelet thì họ đã làm điều này các bác. Nhìn thùng vách rất là chắc chắn, thực sự là nhìn cái loa này thì em khẳng định là cũng chẳng có ai chê, thì vì chất âm đặc biệt của dòng VH12 chúng ta sẽ thấy DC12 thì bên em đã bán rất là nhiều, và cái giá hiện tại thực sự bên em đang bán là kể cả ở trên thị trường thì cái dòng loa này lúc nào cũng ổn định trong cái giá 11 triệu một đôi. 11 triệu một đôi cho những đôi loa zin đẹp. Đấy. Và đôi loa này thực sự là nếu các bác định cứ dò lại giá thì cách đây khoảng 2 3 năm 3 4 năm rồi thì cái giá đôi loa này gần như nó không giảm một chút nào cả. Cũng cứ nằm ở khoảng 11 triệu và nó cũng chẳng lên mà nó cũng chẳng xuống. Thì đây có thể nói là một trong những đôi loa giữ giá khá là tốt của dòng loa full. Nó sẽ so sánh với những dòng loa như một là Dubalet này, Sovelet này, DC12 này, MOF VH12 này, rồi là PAS này, hoặc là những đô một số model, thì đó là những cái model có thể nói là giữ giá tốt nhất thị trường và gần như là lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng, cho nên là giá nó không bao giờ bị giảm sút. Rất là hay, rất là ok. Đấy, thì hiện tại lô này của em không có nhiều các bác nha, số lượng chỗ tầm đâu đó không đến chục đôi, hình cái 8 đôi. Đấy, thì những bác nào mà đang kết cái lô loa này thì liên hệ ngay trực tiếp cho cửa hàng bên em để chúng ta sở hữu ngay lô loa này các bác. Chất lượng thực sự là tuyệt vời luôn. Đấy, và những đôi loa này lưu ý ông em, đẩy công suất chúng ta phải tầm từ 600W trở lên thì mới đủ đảm bảo để đánh được đôi loa này. Vì đây là một đôi loa có thể nói là công suất khá là lớn và độ uy lực cực kỳ cao. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay bên em các bác nha. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ạ.